Quý khán giả vừa theo dõi phần tin thế giới trong bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đếm lại phiếu ở Georgia có thể xong trước cuối tháng 11. Diễn biến này diễn ra một ngày sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa David Perdue và nữ Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler kêu gọi ông Raffensperger, tổng thư ký tiểu bang, cơ quan tổ chức bầu cử phải từ chức, tuyên bố rằng ông đã điều hành cuộc bầu cử kém và cho rằng không có bằng chứng cụ thể nào về gian lận. Theo luật của tiểu bang Georgia, ông Raffensperger phải chọn một khu vực bầu cử có sự tranh chấp tại tiểu bang Georgia để kiểm tra lại và cung cấp bằng chứng thống kê về việc kết quả kiểm phiếu có chính xác hay không. Việc kiểm toán sẽ bao gồm việc đếm bằng tay một mẫu phiếu bầu ngẫu nhiên để kiểm tra độ chính xác. Ông Raffensperger dự kiến sẽ thông báo quyết định khu vực cử tri nào sẽ được kiểm tra lại phiếu bầu nội trong ngày hôm nay, thứ Tư, 11 Tây tháng 11. Trả lời truyền thông, ông Raffensperger cho biết việc kiểm phiếu lại có khả năng hoàn tất trước cuối tháng 11. Ông Joe Biden hiện ra dẫn trước tại tiểu bang Georgia, nhưng cách biệt không đáng kể. Tiểu bang Georgia có 16 phiếu đại cử tri và chưa từng bầu cho ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ kể từ năm 1992. Kính thưa quý vị, ứng cử viên của đảng Dân Chủ Kyle Cunningham ngày 10 tháng 11 đã thừa nhận thất bại trước thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa Tom Tillis trong cuộc đua gây cấn vào Thượng viện Hoa Kỳ. Ông Kyle Cunningham, một luật sư và là trung tá quân đội đã nghỉ hưu cho biết, ông đã gọi điện cho thượng sĩ Tillis để chúc mừng chiến thắng của đối thủ. Cử tri đã lên tiếng và tôi tôn trọng quyết định của họ. Ông Cunningham đã nói như vậy. Theo Ủy ban bầu cử tiểu bang North Carolina, với 98% số phiếu được kiểm, thượng nghị sĩ Tillis đã giành được 2.642.884 phiếu bầu, tương đương với 48,71% so với 2.547.594 phiếu bầu của ông Cunningham, tương đương với 46,95%. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Tillis cũng đã xác nhận chiến thắng của mình trên Twitter, đồng thời cho biết ông cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho ông Cunningham và gia đình của ông. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ lập kỷ lục về số ca COVID-19 nhập viện. Ngày 10 tháng 11, số ca mắc bệnh trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11 tại Hoa Kỳ đã vượt trên 1 triệu. Theo CNN, tính tới ngày 10 Tây tháng 11, nước Mỹ đã ghi nhận 7 ngày liên tục có trên 100.000 ca mắc COVID-19. Con số này có thể tăng gấp đôi trong những tuần lễ tới. Hoa Kỳ hiện đã vượt 10 triệu ca bệnh COVID-19 là con số cao nhất trên thế giới, trong đó có trên 245.000 người đã qua đời. Và trong khi đó, ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ cho biết, chính phủ liên bang sẽ có đủ vaccine vào cuối tháng 12 để tiêm ngừa cho phần lớn công dân dễ bị tổn thương nhất. Đến cuối tháng 1 năm 2021 sẽ có đủ vaccine cho toàn bộ nhân viên y tế và những người liên quan. Đến tháng 3 và tháng 4 năm 2021 sẽ có chương trình tiêm chủng cho toàn dân. Kính thưa quý vị, một người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra ở thành phố Tampa, Florida. Vụ xả súng xảy ra ở thành phố Tampa, hạt Hillsborough, thuộc tiểu bang Florida vào tối hôm thứ Ba. Các nhà điều tra tin rằng nhóm người đi trên một chiếc xe hơi được bọc kín các cửa kính bằng giấy màu là thủ phạm gây nên vụ xả súng. Nhóm này đã nhiều phát súng vào những người đang tụ tập gần một sân bóng rổ ở thành phố Tampa. Vụ xả súng không phải ngẫu nhiên và các nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu từ trước. Các nhà điều tra hiện đang cố gắng xác định động cơ đằng sau vụ tấn công này. Ông Chad Bronister là cảnh sát trưởng hạt Hillsborough cho biết một người đàn ông 36 tuổi đã tử vong vì vết thương quá nặng sau khi được chuyển đến bệnh viện. Hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi 5 người khác đã ổn định. Đài ABC cho biết tất cả các nạn nhân đều ở độ tuổi từ 17 đến 36. Một vài nụ vụ súng đã xảy ra kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Trước đó vào đêm 7 tháng 11, một vụ nổ súng cũng xảy ra thành phố Virginia Beach sau khi kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngã ngũ đã khiến cho ít nhất 3 người bị thương, gồm có những người
tuổi từ 15 đến 17. Kính thưa quý vị, bão Eta hướng tới tiểu bang Florida. Cơn bão nhiệt đới Eta sau khi đã đánh vào Cuba và gây ra mưa to cũng như gió mạnh sau khi quét qua nhiều khu vực Trung Mỹ và miền Nam Mexico, gây thiệt hại nặng về nhân mạng và tài sản. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cũng cho biết bão Eta có thể tăng cường độ và trở thành cơn bão mạnh trước khi tới tiểu bang Florida. Thống đốc tiểu bang Florida, ông John DeSantis, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các hạt ở phía nam của tiểu bang. Các trường học ở Florida Keys đều đóng cửa, trong khi các điểm xét nghiệm COVID-19 cũng tạm thời đóng cửa. Giới chức tiểu bang đã mở những địa điểm tạm trú cho người dân tránh bão. Kể từ khi đổ bộ vào Nicaragua, ngày 3 tháng 11, bão Eta đã gây ra mưa to, khiến cho khoảng 200 người thiệt mạng hoặc mất tích tại nhiều nước Trung Mỹ. Guatemala là nước bị ảnh hưởng nặng nhất, với khoảng 150 người bị mất tích. Kính thưa quý vị, một bản tin về đời sống cho biết những người ăn ớt có thể sống lâu hơn. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy những người có thói quen ăn ớt có thể sống thọ hơn những người không ăn cay. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay ung thư ở họ cũng giảm đi một cách đáng kể. Để đưa ra kết luận này, Hiệp hội Tim mạch American Heart Association của Hoa Kỳ đã khảo sát hơn 570.000 người trên thế giới. Nguy cơ bị bệnh tim của những người ăn cay được cho là thấp hơn 26%. Nguy cơ mắc bệnh ung thư cũng giảm 23% ở nhóm thiện nguyện viên ăn ớt. Tuy nhiên, để biết rõ loại ớt nào mang lại tác dụng đáng kể, các chuyên gia cần phải tiến hành thêm nhiều cuộc nghiên cứu trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5 và Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam.